Everyone, welcome back to my series of speaking part 1 Xin chào bạn. Và trong video clip này thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn các ý tưởng và các từ vựng bền 7 cộng ha. Để chúng ta có thể nói về đề tài music, một đề tài phổ biến nhưng sẽ triển khai theo ý rất là mới. Let's get started. Chúng ta cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. What kind of music do you like? Loại, thể loại âm nhạc nào mà bạn thích? Thì ở đây chúng ta nên dùng một cái từ rất là hay, à đó là từ genres. Genres means kinds of music có thể là âm nhạc luôn à, Và từ genres này các bạn có thể sử dụng khi nói về phim, nhạc hoặc là sách đều được ha Và các thể là âm nhạc các bạn có thể nhớ cái tên của nó như là Light music, R&B, Country music, Hip hop, Funk, Disco, Rap, Rock Reasons, cái lý do mà bạn thích âm nhạc Blow my mind with strong beats Thổi bay tâm trí của tôi với nhịp rất là mạnh Lift me up, khiến cho tôi vui, khiến cho tôi phấn chấn. Make me relieved, khiến cho tôi khỏe khoẻ thư giãn. Evoke some feelings in my soul, khơi gợi một vài cảm xúc trong tâm hồn của tôi. Make me pumped up, khiến cho tôi phấn chấn. Or relieve my mind, nó khiến cho tôi thư giãn tâm trí. Okay, and here's my answer. Well, I'm a big fan of what you might call heavy metal music. I enjoy listening to it because it blows my mind with strong beats and lifts me up when I feel blue. Basically, I also listen to other genres of music, like funk, hip-hop, or rap, but most of my friends think my taste in music is a bit weird. Câu này có nghĩa là tôi là một phần bự của cái mà bạn có thể nói là heavy metal, nhạc thể loại, uh, âm nhạc mà rất là nhiều nhạc cụ trong đó. Và tôi rất là thích nghe thể loại này bởi vì nó thổi bay tâm trí của tôi với cái nhịp rất là mạnh và nó khiến tôi phân chấn khi tôi cảm thấy buồn về cơ bản thì tôi cũng nghe các thể loại âm nhạc khác ví dụ như nhạc phân nhạc hip hop hoặc nhạc rap và bạn biết đấy hầu hết các người bạn của tôi thì nói là cái gu âm nhạc của tôi thì hơi kỳ lạ một chút xíu number two where do you like to listen to music or when do you like to listen to music bạn thích nghe nhạc ở đâu hoặc là bạn thích nghe nhạc khi nào à, với cái ý triển khai dưới đây thì bạn có thể trả lời hai câu hỏi này đều được thì chúng ta có thể nói là tôi thích nghe nhạc ở nhà khi đó tôi có thể mở nhạc với dung lượng với âm lượng lớn ha tôi thích nghe nhạc khi ngồi trên xe bus bởi vì nó khiến tôi khuây khỏa hay tôi thích đặc biệt thích nghe nhạc khi tôi tập thể dục tại phòng tập bởi vì nó khiến cho tôi rất là phấn chấn ok here's my answer I mostly put some mu music on when I'm at home, doing nothing involved in brain work, like cooking or doing housework. Sometimes I also listen to music on the bus to relieve my mind, especially if I'm working out at a gym. I'll listen to some high energy tunes on the way to get myself pumped up. Hầu hết thì tôi sẽ mở nhạc lên, tức là tôi nghe nhạc đó. Thì mình có một từ hay khi mình nói listen to music đó là put some music on. À, tôi sẽ bật nhạc lên khi mà tôi ở nhà mà không có làm gì liên quan tới não bộ hoạt động chuyển não hết. Ví dụ khi tôi nấu ăn hay là khi tôi làm việc nhà. Thỉnh thoảng thì tôi cũng nghe nhạc khi tôi ở trên xa bus bởi vì nó khiến cho đó tôi khỏe khỏa và đặc biệt thì nếu mà tôi đang tập ở phòng tập á, thì tôi sẽ nghe những cái bản nhạc có năng đầy năng lượng ha à, và khi đó nó sẽ giúp cho tôi khỏe. Khỏa. The third question, why do you think music is so important in many people's lives? tại sao bạn nghĩ âm nhạc lại quan trọng đối với cuộc sống của nhiều người như thế ở phần này thì các bạn có thể trả lời trực tiếp bằng cách nói là âm nhạc đóng một phần rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và từ vựng hay đó là play an indispensable part of our lives và mình giải thích ra bởi vì nó là một phần của văn hóa khi nghe nhạc thì chúng ta có thể hiểu hơn hiểu biết nhất định thôi về văn hóa phong tục hoặc là phong cách sống của những người ở quốc gia đó Ngoài ra thì âm nhạc cũng có ảnh hưởng to lớn đến cảm xúc Thì chúng ta có từ ảnh hưởng to lớn là have a profound impact on something Cảm xúc của chúng ta ví dụ như là khiến chúng khiến cho bạn cảm thấy phấn chấn Khiến cho bạn cảm thấy hưng phấn, có truyền động lực ha Hoặc là thậm chí là khiến cho bạn buồn Tóm lại cuộc sống của chúng ta sẽ rất là tệ nhạt và đơn điệu nếu mà không có âm nhạc để chứng minh rằng là âm nhạc nó rất là quan trọng. Ok And here's my answer. Well, music does play an indispensable part of our lives for a number of reasons. First of all, it has always been part of human culture. Thanks to music, we can gain a certain understanding of different cultures, customs, and lifestyles. Besides, music has a profound impact on our emotions. For example, it can make you feel elated. inspire you or make you feel sad to tie all this together i guess that our life could be dull and monotonous without music the last question did you often listen to music when you were a child bạn có nghe nhạc không khi bạn còn là một đứa trẻ thì hầu hết đa số luôn chắc cũng phải tới 75% đó là khi người ta hỏi chúng ta về một dạng câu hỏi về một đề tài nhất định thì sẽ có một câu hỏi hỏi về quá khứ để xem là khả năng chúng ta phát triển ý tưởng cũng như là sử dụng thì như thế nào thì câu hỏi này là câu hỏi dùng thì quá khứ các bạn nên phát triển ý và sử dụng chắc thì quá khứ đơn nhé và khi còn nhỏ thì tôi nói là tôi có nghe nhạc nhạc mầm non này hoặc là nhạc thiếu nhi bởi vì sao bởi vì những cái thể loại âm nhạc này nó cuốn hút tôi với cái giai điệu rất là vui tươi và cái ca từ rất là hấp dẫn, dẫn bắt Rất là bắt tai đó và bởi vì tôi nghe nó hầu như là mỗi lúc khi ở trường hay là trên TV và tôi luôn luôn hát theo những bài hát đó khi bất cứ khi nào mà tôi nghe chúng. <laughs> so my answer is yes. I started listening to nursery rhymes and children's songs at a very early age. Those kinds of music tempted to me with pretty melodies and catchy lyrics. I heard them mostly at school or on TV and I always sang with them whenever I heard them. À bạn có thể phát triển theo ý đó là khi còn nhỏ thì tôi nghe nhạc bởi vì à, khi đó âm nhạc có thể giúp tôi phát triển trí tưởng tượng cũng như là thúc đẩy phát triển trí não. Thì các bạn có thể sử dụng các từ vựng hay như thế này. Develop my imagination and boost my brain development. Ok, đó là tổng quan 4 câu hỏi mà các bạn có thể học được cái từ vựng hay cũng như là phát triển ý theo hướng mới lạ. Và dưới đây là các từ vựng mà các bạn có thể học trong bài. Tôi là fan bự của cái gì đó, tôi rất mê cái gì đó. I'm a big fan of. Thì đây là một cụm mà rất là hay, tự nhiên trong mình nói. Các thể loại âm nhạc, genres of music. Thổi bay tâm trí của tôi với nhịp mạnh. Blows my mind with strong beats. Làm tôi phấn chấn khi tôi buồn. Lift me up when I feel blue. Gu âm nhạc của tôi. My taste, of, my taste in music. Mở nhạc lên. À, nghe nhạc đã. Put some music on. Làm những việc không liên quan tới đầu óc. Doing something. Doing nothing involved in brain work. Thư giãn tâm trí. Relieve my mind. Tập thể dục tại phòng tập. Working out at a gym. Giai điệu tràn đầy năng lượng. High energy tunes khiến tôi phấn chấn. I get myself pumped up. đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Play an indispensable part of our lives. đạt được những sự hiểu biết nhất định về. Gain a certain understanding of. có ảnh hưởng to lớn. Has a profound impact on. khiến tôi cảm thấy phấn chấn. Make me feel elated. truyền cảm hứng cho tôi. Inspire, inspire me or inspire you gắn kết tất cả những từ thứ này lại với nhau tức là tóm lại đó to tie all this together buồn tẻ và đơn điệu dull and monotonous nhạc mầm non nhạc thiếu nhi nursery rhymes and children's songs cuốn hút tôi với giai điệu hay và lời rất là bắt tai tempted to me with pretty melodies and catchy lyrics Okay, that's it. I hope you enjoyed this video and this kind of way to learn vocabulary and ideas. Goodbye, and I'll see you next time.